để tạ lên đùi, khi nằm xuống thì nhấc chân theo để vào vị trí bắt đầu, tạ ở ngang vị trí của ngực. Đưa hai cánh tay sang ngang và không khập khửu tay. Cảm nhận ngực căng khi hạ tạ và hai xương bả vai ép dần vào nhau. Sau khi đi hết phạm vi chuyển động thì đưa tạ lên về vị trí trước khi hạ tay và chuẩn bị cho rep tiếp theo. Xuống hít vào và đẩy lên thở ra.